Chào các bạn và các em thân mến. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 17 khái niệm về điện trường. Thì các em biết rằng điện trường là một môi trường vật chất bao quanh điện tích. Chúng ta có một điện tích điểm đứng yên thì xung quanh nó sẽ có một cái điện trường. Đó là một môi trường vật chất tồn tại xung quanh điện tích đó. Nếu chúng ta đặt một cái điện tích thử vào trong cái vùng không gian có điện trường thì lúc này điện trường nó sẽ tác dụng lực điện lên trên điện tích đó. Tác dụng cái lực điện lên trên điện tích đó. Do đó tính chất của điện trường chính là gây ra tác dụng lực điện lên trên điện tích điểm thử nha. Và công thức tính cường độ điện trường được tính như sau. Một điểm cách điện tích là khoảng cách là R. Điểm M cách điện tích Q một khoảng cách là R. Thì lúc này cái cường độ điện trường sẽ được tính bằng công thức E bằng K. K chính là bằng 1 trên 4pi epsilon 0 nhân cho độ lớn của điện tích Q và chia cho khoảng cách R bình phương. Trong công thức này các em thấy rằng cường độ điện trường nó phụ thuộc vào cái độ lớn của điện tích và phụ thuộc vào khoảng cách. Còn 1 trên 4pi epsilon 0 này là một hằng số rồi. Và cái 1 trên 4pi epsilon 0 này được tính bằng chữ K. Và bằng 9 nhân 10 mũ 9 nha, 9 nhân 10 mũ 9. Và đơn vị của nó là Newton nhân cho mét bình chia cho coulomb bình phương. Đấy. Từ đó chúng ta thấy rằng càng gần điện tích á, thì điện trường nó sẽ càng lớn, nên là cường độ điện trường nó sẽ tăng lên. Còn càng xa thì cường độ điện trường sẽ giảm đi. Và chiều của cái vector E này nó sẽ hướng ra xa điện tích nếu mà điện tích dương nha, còn hướng lại gần điện tích nếu mà điện tích âm. Đó là một số lý thuyết căn bản của bài điện trường. Chúng ta giải bài tập số 17 nha. Câu 1. Điện trường được tạo ra bởi điện tích là dạng vật chất ha. Điện trường là một dạng vật chất. Nó tồn tại quanh điện tích và nó sẽ truyền tương tác truyền tương tác giữa các điện tích. Các em chọn câu D nha. Tác dụng lực điện lên trên mọi vật là sai. Vật đó phải mang điện tích mới được nha. Tác dụng lực lên mọi vật cũng sai ha. Truyền lực cho các điện tích. Truyền tương tác giữa các điện tích. Câu số 2. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về. Thì các em biết rằng cường độ điện trường tại một điểm nha, tại một điểm đặc trưng cho điện trường đặc trưng điện trường tại điểm đó về phương của vector cường độ điện trường về phương. Các em chú ý này, người ta nói là cường độ điện trường nha, cường độ điện trường là độ mạnh yếu của cái điện trường xung quanh cái điện tích đó. Thì mình không nói về phương ha. Bỏ phương đi. Nói về chiều cũng vậy luôn. Chiều. Về phương diện tác dụng lực ha. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về phương diện tác dụng lực. Các em chọn câu C. Về phương diện tác dụng lực. Nó giống như câu 1 của các em. Khả năng truyền tương tác giữa các điện tích. Câu 3. Đơn vị của cường độ điện trường là. Đơn vị của cường độ điện trường là đơn vị là volt trên mét. Volt trên mét, em nhớ nha. Còn Newton là đơn vị của lực. Đơn vị của lực F. Có thể lực điện. Còn Newton trên mét, Newton là F, mà chia cho mét là quãng đường. Thì khả năng là Newton trên mét, F thì bằng, cái này là không có đơn vị nào đâu. Volt thì biết rồi, hiệu điện thế. Câu 4. Đại lượng nào dưới đây không liên quan tới cường độ điện trường tại
cũng được một điểm của một điện tích điểm quy đặt tại một điểm trong chân không. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường nha các em, của một điện tích quy tại một điểm. Ví dụ chúng ta có điện tích quy ở đây tại một điểm này, thì cường độ điện trường tại điểm này được tính bằng E bằng 1 trên cho 4 pi epsilon 0 nhân cho độ lớn của điện tích quy và chia cho epsilon R bình phương. Thông thường epsilon bằng 1, trong trường hợp trong chân không thì epsilon bằng 1 nha các em. Vậy là E nó liên quan tới quy này, liên quan tới khoảng cách này, và liên quan tới cái môi trường, ở đây là môi trường chân không đó, hằng số điện môi đó. Do đó là ở đây là thỏa mãn này. Tất nhiên là nó sẽ không liên quan đến độ lớn của điện tích quy ha, các em nhìn nè. Độ lớn của điện tích quy tại điểm quan sát ngay tại điểm này nè. Không có liên quan tại điểm độ lớn tại điểm này hết ha. Giống như là chúng ta không quan tâm đến một cái độ lớn của điện tích thử, giống như chúng ta đưa vào điện tích thử vào thì cường độ điện trường nó sẽ không liên quan đến cái điện tích quy này. Câu D nha. Còn lại là ba cái đại lượng như khoảng cách có trong công thức này, hằng số điện môi là epsilon này, và độ lớn của điện tích quy là đây. Câu 5. Một điện tích quy âm đặt trong chân không, cường độ điện trường do điện tích quy gây ra tại điểm M cách quy một khoảng R có phương là đường thẳng nối quy lớn với điểm M và chiều như thế nào? Chiều và độ lớn sẽ như thế nào? Các em chú ý là quy nó âm nha. Giả sử chúng ta có một điện tích âm ở đây, một điểm M đang cách điểm quy này một khoảng là R. Lúc này cường độ điện trường tại điểm M sẽ có phương là đường thẳng nối điểm quy này, nối điện tích quy và điểm M. Chiều sẽ hướng vào điện tích nha. Tại vì nó là điện tích âm thì các đường xuất điện sẽ hướng vào điện tích. Đây là E. Còn độ lớn của nó sẽ là E bằng K là bằng 4 trên pi 4 pi epsilon 0 nhân cho độ lớn của điện tích quy và chia cho R bình phương. Do là chân không nên epsilon 1 thì không có biết chỗ này epsilon nữa. Do là quy âm nên trị đối quy nó sẽ bằng trừ quy 4 pi epsilon 0 nhân cho trừ quy chia R bình phương. Đó. Trong toán học chúng ta có là trị đối x nó sẽ bằng trừ x nếu x nó âm. Vậy là các em chọn đáp án là chiều là M đến quy và độ lớn lại đây. Câu C. Câu 6. Trong chân không đặt cố định một điện tích quy là 2 nhân mũ trừ 3 coulomb. Cường độ điện trường tại điểm M cách quy một khoảng là 2 cm, có giá trị là bao nhiêu? Em dùng công thức E ha. Cường độ điện trường sẽ bằng K bằng 4 1 trên 4 pi epsilon 0 nhân cho độ lớn của điện tích quy chia cho R bình phương. Do quy dương rồi thì bỏ thì đối luôn nha. Thay vào 1 trên 4 pi epsilon 0 á, là bằng 9 nhân 19. Chính là bằng K đó các em, nó bằng K đó. Em nào không nhớ cái epsilon 0 á, thì mình có thể rút epsilon 0 ra. Epsilon 0 sẽ bằng gì? K bằng cái này, K nó bằng 1 trên 4 pi epsilon 0. K coi như là K chỉ 1, rút epsilon 0 ra, 1 nhân 1 chia cho 4 pi K. Có nghĩa là sẽ bằng 1 trên cho 4 pi nhân K là xong nha. Quy là 2 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho R bình phương là 0,02 bình, khoảng cách bình phương. Đây thì bấm sẵn ở đây bằng 4,5 vuông trên mét. Các em chọn câu B. Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm quy, một điểm M cách quy một khoảng R, tập hợp những điểm có cường độ điện trường bằng độ lớn của cường độ điện trường tại M là. Chúng ta có một cái điện tích quy ở đây, một điểm M cách quy là R. Tập hợp những cái điểm mà có độ lớn của cường độ điện trường bằng độ lớn tại điểm M chính là những cái điểm nằm trên một cái đường tròn nha. Một cái đường tròn tâm là vị trí của điện tích quy. Còn bán kính chính là khoảng cách từ M đến quy. Nha, vậy là đây là tập hợp tất cả những điểm này. Nó đều là cách đều tâm hết.
là tâm sẽ trùng với vị trí đặt cái điện tích điểm quy này. Do đó các em chọn câu A luôn nha. Chưa hết, đây là đây chính là món đường tròn thôi, nhưng mà mặt cầu luôn, nó cả trên một cái mặt cầu luôn nha, tại vì nó là không gian ba chiều mà. Đây nó như thế này, đây là điện tích quy ở đây, thì tất cả những điểm nằm trên cái mặt cầu này này, coi như đây trục đi. Đó. Tất cả những điểm nằm trên mặt cầu này giống như ở trong lòng đất, trong tâm của trái đất chúng ta, tất cả những điểm nằm trên bề mặt trái đất của chúng ta đều coi như là có cường độ điện trường như nhau. Mình hiểu như vậy ha. Mặt cầu luôn nha, chứ không phải đường tròn không đâu. Câu 8. Khi làm thực nghiệm xác định cường độ điện trường tại điểm M gần mặt đất, người ta dùng một điện tích điểm thử là như đây. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích quy này là bằng như đây. Có phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới, hãy tính độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M. Chúng ta dùng công thức E sẽ bằng gì? S trên cho quy thôi. E bằng S trên quy nha. Chúng ta chú ý. Tại vì các em biết rằng cái lực F á, lực F nó bằng K đây, là 1 trên 4 pi epsilon 0 đó. V nhỏ nhân cho quy lớn. V lớn này là chính là cái điện trường, cường độ điện tích của cái coi như là của mặt đất á, gần mặt đất á, chia cho E đều bình phương. Đến đây thầy sẽ tách cái quy ra, K nhân cho quy này cho dương rồi, để quy đang ngồi luôn. Còn lại là quy lớn chia E đều bình phương. Mà cái K nhân quy lớn trên đều bình phương này chính là bằng E, bằng quy nhân E. Do đó mình sẽ có E nó bằng F chia quy. F là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 14. Chia quy là 4 10 mũ trừ 16. 5 chia 4 1,25. Cái này đưa 10 mũ trừ 16 lên tử là 10 mũ dương 16. Dương 16 mà trừ 4 còn dương 2 là nhân 100 lên. Vậy là 125 vuông trên mét. 125 vuông trên mét. Câu 9. Khi phát hiện một đám mây dông có kích thước nhỏ, một trạm quan sát thời tiết đo được khoảng cách từ đám mây đến trạm khoảng là như đây mét, người ta cũng xác định được cường độ điện trường do đám mây gây ra tại trạm bằng như đây. Hãy ước lượng độ lớn của điện tích của đám mây dông. Chúng ta tính điện tích thì chúng ta có một đám mây dông thế này, là do nó cọ sát, khi mà có gió thì lúc này nó tích điện. Ở đây cụ thể mình giả sử như tích điện âm đi, mình cũng để cũng không nói điện tích điện nào, đúng không các em? Hãy ước lượng độ lớn, chúng ta coi như điện tích âm dương mình không có biết ha, đến một cái trạm quan sát là điểm M ở đó, ở đây nó có cường độ điện trường E là bằng 450 vuông trên mét. Điện tích này coi như là quy, có độ lớn này, độ lớn. Chúng ta hãy tính độ lớn của điện tích này. Có E rồi, có khoảng cách rồi nè. Khoảng cách ở đây là R bằng 6.350 mét rồi nè. Từ đây các em tính được cái khoảng cách, cái quy thôi ha. Và chúng ta dùng công thức là E bằng K nhân cho độ lớn của quy chia trừ bình phương. Từ đây các em dễ dàng suy ra được cái độ lớn của quy nha. Mình coi như là E chia 1 và nhân chéo nha. Rút quy ra thì lấy mẫu này nhân lên, R bình nhân E, sau đó chia cho 1 nhân K. Chúng ta có là E nhân R bình chia K. E là 450 nhân R là 6.350 bình chia K là 9 nhân 19.
9 nhân 1 mũ 9 bằng 2 các em. Sấp xỉ bằng 2,02 coulomb. Câu 10. Cái độ điện trường của trái đất tại điểm bờ có giá trị là 120 volt trên mét. Một electron có điện tích là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Một electron có điện tích bằng, này là phải có độ lớn điện tích nha. Thì điện tích electron là điện tích âm mà. Khối lượng bằng như đây. Chứng minh rằng trọng lực có thể bỏ qua so với lực điện mà trái đất tác dụng lên electron. Chúng ta coi như là lại mặt đất đi, trái đất chúng ta. Một cái hạt bụi đúng không? À, đây là một cái electron nhé, electron ở đây. Điện tích của nó là âm nha, tức electron là trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Bây giờ mình sẽ chứng minh cái trọng lực không đáng kể. Chứng minh rằng trọng lực có thể bỏ qua so với lực điện. Khối lượng electron có rồi, có G rồi thì đó, chúng ta sẽ có được trọng lượng. Các em tính trọng lượng nè, trọng lượng của electron ra. Trọng lượng là B bằng M nhân G. Khối lượng electron là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg nhân G là 9,8. Đến đây em sẽ bấm ra được kết quả của trọng lực, cái độ lớn của trọng lực á. Bao nhiêu đây? 9,1 thì nó sẽ bằng là 8,918 nhân 10 mũ trừ 30 newton. Đó, lực hút của trái đất tác dụng lên electron là như đây thôi, lực rất là nhỏ. Tiếp theo các em tính lực điện ha, mình sẽ tính cái lực điện, lực điện tác dụng lên electron. Tại vì electron nó nằm gần mặt đất và có cường độ điện trường như đây, thì đó cường độ điện trường này sẽ gây ra lực điện lên như cái điện tích này nha. Do đó chúng ta sẽ có lực điện tác dụng lên điện tích này, lên electron. Lực điện tác dụng lên electron là F điện bằng K nhân cho Q chia cho R bình phương ha. Ở đây là QE luôn ha. Ta áp dụng công thức là F điện bằng Q nhân E luôn, cho E rồi. 1,6 nhớ độ lớn nha. Nhân 10 mũ trừ 19 nhân cho 120. Một cái 92 nhân 10 mũ trừ 17 newton. Rõ ràng các em thấy rằng F điện này lớn hơn rất nhiều so với B, đúng không? Từ kết quả chúng ta thấy rằng F điện lớn hơn rất nhiều so với B. Do đó trọng lực sẽ không đáng kể so với lực điện nha. Trọng lực không đáng kể so với lực điện tác dụng lên cái điện tích E trong này. Chúng ta vào câu số 11. Cường độ điện trường tại điểm M, cường độ điện trường tại một điểm M trong điện trường bất kỳ là một đại lượng như thế nào? Các em viết chú ý là cường độ điện trường nha. Nó là một đại lượng vector này, là một đại lượng vector. Do đó mà vô hướng là không thể nào rồi. Có phương, có chiều luôn. Ở đây vector mà không nói tới phương chiều. Chỉ có độ lớn phụ thuộc vào vị trí điểm M. Này có phương, có chiều và độ lớn phụ thuộc vào vị trí điểm M. Đúng nha. Ví dụ như khi mà đặt trong một điểm bất kỳ. Cường độ điện trường tại một điểm M trong một điện trường bất kỳ. Chắc chắn phải điện trường đó phải gây ra bởi một cái hệ điện tích hoặc là một điện tích nào đó. Đúng không? Thì dưới giả sử điểm M nằm chỗ này. Thì tất nhiên nó là đại lượng vector rồi. Nhưng mà nó có chiều hướng thế này. Phương chiều thế này. Trong khi nếu mà điểm M nằm chỗ này. Thì phương chiều lại hướng thế này.
do đó nó phụ thuộc vào độ lớn, cũng là có phương có chiều luôn, có phương có chiều, nó phụ thuộc vào vị trí điểm M luôn nha. Tất nhiên đại lượng vectơ là đúng rồi, nhưng mà ở đây chỉ có độ lớn phụ thuộc vào là sai, phải là có phương và chiều nữa ha, phương chiều nữa này. Độ lớn thì phụ thuộc vào vị trí điểm M là xa hay gần, còn phương chiều là nó nằm ở chỗ nào trong không gian bao quanh ha. Vậy là câu A đầy đủ nha các em. 12. Những cái đường xuất điện của điện trường xung quanh một điện tích quy âm có dạng như thế nào? Những cái đường xuất điện xung quanh một điện tích quy âm á, là cái đường xuất của nó sẽ hướng vào, chiều nó sẽ hướng vào, hướng vào thế này. Đây là không gian ba chiều, nó sẽ đâm vào điện tích, có nghĩa là hình dạng đường xuất nó sẽ hướng vào cái điện tích âm đó nha. Có chiều đi vào điện tích âm. Các em chọn câu B. Câu 13. Đường xuất điện cho chúng ta biết về cái gì? Đường xuất điện cho chúng ta biết về. Đường xuất điện cho chúng ta biết về độ lớn. Không, đường xuất điện cho chúng ta biết được phương chiều thôi, chứ không thể nào biết độ lớn được ha. Đường xuất điện cho chúng ta biết phương chiều của cái cường độ điện trường tại mỗi điểm trên cái đường xuất điện đó. Câu B. Đường xuất điện mà, đây đường xuất điện nó cho mình biết phương chiều ha. Phương chiều của đường cường độ điện trường E tại mỗi điểm trên cái đường xuất. 14. Hãy vẽ hệ đường xuất điện của điện trường xung quanh một điện tích âm đặt trong chân không và nhận xét về vị trí của đường điện trường mạnh. Thì bây giờ đây mình vẽ ra. Đây là một điện tích âm. Thì lúc này các đường xuất điện nó sẽ hướng vào nó hướng theo không gian 3 chiều luôn nha, cái đâm vào trong cái điện tích này. Nếu mình vẽ trên mặt một mặt phẳng giấy thì hiển nhiên là mình vẽ nó đi vào điện tích này nha, còn thầy vẽ theo không gian luôn nha. Hoặc là các em có thể vẽ trong một cái mặt phẳng giấy thế này. Chúng ta sẽ biểu diễn một cái mặt phẳng cắt ngang thôi, một cái mặt phẳng thôi, phẳng giấy thôi. Lúc này cái đường xuất nó sẽ đi vào như thế này. Vẽ nước biển luôn đi ha. Cái này ai cũng biết vẽ làm sách đúng rồi. Đây thầy vẽ như vậy thôi nha. Đó. Trong trường hợp này là đối với điện tích âm. Còn điện tích dương thì nó sẽ mũi tên nó sẽ hướng ra nha. Chúng ta vẽ trong một mặt phẳng thôi. Rồi, 15, hãy vẽ hệ đường xuất điện về xác nhận xét vị trí nha. Về vị trí thì cái điện trường nó càng mạnh khi mà càng gần điện tích ha. Chúng ta nhận xét vị trí là những cái điểm mà gần điện tích quy này thì điện trường nó sẽ mạnh hơn. Nên những cái đường xuất này nó sẽ dày hơn. Còn khi ra xa nó sẽ thưa hơn. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thấy được. Ở xa thì nó sẽ thưa hơn, ở gần thì nó sẽ mau hơn, dày hơn, nghĩa là mạnh hơn nha. Vậy là gần điện tích quy thì điện trường sẽ mạnh. Trường mạnh là gần điện tích nha. Bây giờ mình hãy vẽ hệ đường xuất điện của điện trường xung quanh hai điện tích âm bằng nhau, xác định những vị trí có điện trường yếu. Các em quan sát hình vẽ đó, hai cái điện tích âm nó sẽ đẩy nhau. Do đó là những cái đường xuất mà nó gần ở hai điện tích đó, phía gần nhau đó, phía hai điện tích đó, trong vùng không gian mà của hai điện tích đó, thì nó sẽ là những cái đường xuất nó sẽ bị cong đẩy, không có chạm vào nhau nha các em. Đấy. Thì rõ ràng từ đó chúng ta sẽ thấy rằng đó, là cái điện trường ở cái vùng giữa hai điện tích đó, rất nhỏ, tại vì những cái đường xuất nó rất là ít nha. Đồng thời á, điện trường ở những cái điểm mà cách xa hai điện tích đó, nó cũng giảm dần theo khoảng cách. Nghĩa là càng xa thì những cái đường xuất nó càng thưa dần ra. Nha các em. Vậy là cái vùng mà không gian nằm giữa hai điện tích thì nó là điện trường rất là nhỏ ha. Câu 16. Người ta khảo sát rằng cường độ điện trường á tại mặt đất là gần mặt đất là 114 V trên mét nha. Cường độ điện trường này khảo sát tại cái nơi đó là như đây, những cái nơi gần mặt đất thôi nha, và nó có đang có đường xuất là có phương thẳng đứng và đang hướng xuống. Thì ví dụ như hình vẽ thế này,
mặt đất của chúng ta đây. Để sử vùng không gian gần cái mặt đất này là coi như là một cái điện trường đều và có cái cường độ điện trường E đang hướng xuống như thế này. À, nó đang cách nó đường trường đều nên mình vẽ những cái đường thẳng song song cách đều nhau gọi là đường trường đều. Điện trường này có thể gây ra bởi bởi trái đất hoặc là bởi một cái nói chung là bởi yếu tố nào đó, bởi xung quanh điện tích xung quanh nào đó mình không biết, nhưng mà nó sẽ có một cái điện trường. Em hãy vẽ hệ đường xuất điện, đường điện trường ở trái đất ở khu vực đó, thì thầy vẽ xong rồi này, chiều hướng về phía trái đất. Một hạt bụi mịn có điện tích dương sẽ chịu tác dụng của lực điện có phương chiều độ lớn như thế nào? Thì em hình dung đây điện tích một cái điện hạt bụi mang điện tích là dương. Không? Thì rõ ràng cái những cái đường xuất điện này nó đang hướng vào thế này thì mình hiểu rằng cái đầu này nó sẽ âm. Đúng không? Đầu này sẽ dương. Tại vì những cái đường xuất nó sẽ hướng ra xa cái vùng điện tích dương, còn hướng vào những cái vùng điện tích âm. Do đó là cái này nó bị lớn không, do đó nó bị phía trên đẩy và bị phía dưới hút. Do đó sẽ xuất hiện một cái lực điện sẽ hướng xuống. Lực điện này sẽ cùng phương chiều với E. Lực điện này sẽ cùng phương chiều với E, nghe các em. Từ đó chúng ta thấy rằng về phương chiều thì nó sẽ cùng phương chiều với E nha. Lực điện tác dụng lên điện tích quy là cùng phương chiều với cường độ điện trường E. Và cái độ lớn của nó là F. F điện sẽ bằng quy nhân E. Khỏi tuyệt đối luôn nha, tại vì nó dương rồi. Bằng 6,4 nhân 10 mũ trừ 19 nhân E là 114. Kết quả tính được là bằng 729,6 nhân 10 mũ trừ 19 newton. Đấy. Câu 17. 7. Đặt hai điện tích Q1 tại điểm A và Q2 tại điểm B cách nhau 3 cm. Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0. Trước tiên thì vẽ sơ ra. Đây là điểm A, đặt điện tích Q1. Đây là điểm B, đặt điện tích Q2. Bây giờ mình xét một điểm M bất kỳ nằm trong không gian này mà cường độ điện trường tại đó bằng 0 nha. Chúng ta xét một điểm M. Xét một điểm M bất kỳ trong không gian tồn tại điện trường E1 và E2 do hai điện tích này gây ra. Xét điểm M trong không gian tồn tại, phải tồn tại nha. Tồn tại cường độ điện trường E1 và cường độ điện trường E2 do hai điện tích gây ra. Lúc này để tại điểm M có cường độ điện trường bằng 0, tại M có cường độ điện trường bằng 0, khi chúng ta sẽ có E1 gây ra tại điểm M cộng E2 gây ra tại điểm M phải bằng vector 0, đúng không? Bằng vector 0. Hay chúng ta sẽ có được vector E1 bằng trừ vector E2. Rõ ràng hai vector này nó là hai vector ngược chiều, tại vì có dấu trừ chỗ này nè. Do đó là hai vector này cùng phương ngược chiều. E1 và E2 cùng phương ngược chiều, chứng tỏ điểm M phải nằm trên đường thẳng nối hai điện tích. Vì E1 và E2 cùng phương. Đấy, vector này bằng k là vector kia thì hai vector cùng phương. Còn dấu trừ là nó sẽ ngược chiều, còn dấu cộng sẽ là cùng chiều. Vì E1 E2 cùng phương nên dẫn đến là điểm M sẽ nằm trên đường thẳng nối hai điện tích. Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích. Được chưa? Rồi. Thứ hai là gì? Vì vector E1 và vector E2 ngược chiều.
nếu mà nó ngược chiều thì nó dẫn đến là các em thấy rằng á, nếu mà nằm phía trong hai diện tích này á, nằm trong cái đoạn thẳng AB này á, thì thằng A thì hướng ra, thằng B á lại hướng vào, do đó nó sẽ cùng chiều. Trong trường hợp này á, E1, E2 này, nếu mà nằm trong vùng AB này, trong khoảng giữa AB á, thì E1, E2 sẽ là cùng chiều rồi. Vì thế mà chỉ có thể nằm bên ngoài thôi, ngược chiều. Nên dẫn đến là điểm M phải nằm ngoài đoạn AB. M sẽ nằm ngoài đoạn AB, ngoài đoạn thẳng AB. Ở nằm bên này hoặc bên này thôi. Bây giờ mình sẽ xét bên nào đây thì mình kiểm tra độ lớn. Chúng ta thấy rằng hai vector này bằng trừ vector kia, nghĩa độ lớn nó sẽ bằng nhau. Vì độ lớn E1 phải bằng E2. Tương đương. E1 thì coi như là bằng 1 trên 4pi epsilon 0 nhân cho quy 1 chia R1 bình phương. À, bằng R1 chính là khoảng cách từ điểm M đến quy 1 á. 1 trên 4pi epsilon 0 nhân quy 2 trên cho R2 bình phương. R2 là khoảng cách từ điểm M đến điện tích quy 2. Chúng ta bỏ hai vế này đi. Từ đây thầy sẽ có được cái tỷ số như sau. R1 trên R2. R1 trên R2 sẽ bằng quy 1 trên quy 2. Do quy 1 quy 1 lớn hơn quy 2, do đó độ lớn quy 1 lớn quy 2, tại quy 1 tới 6 lần, này có 2 à. Vì quy 1 lớn hơn quy 2, suy ra R1 sẽ lớn hơn R2. Nếu mà R1 lớn hơn R2 thì nó sẽ nằm phía bên này. Nó sẽ gần B hơn. Nằm ngoài đoạn thẳng sẽ gần B hơn. Vậy điểm M sẽ nằm xa A và gần B. Từ đây mình suy ra điểm M sẽ nằm xa A và gần B. Rồi, vậy là chúng ta sẽ canh điểm M chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính vị trí điểm M nha. Vậy thì đặt R1 và từ đến đây nha. Đây. AB này, AB thì mình có rồi. Vậy R1 R1 mà trừ R2 thì bằng A thì thầy có là chỗ này mình tính luôn nha. Từ 1 này là 1 đi, 1 suy ra R1 trên R2 sẽ bằng, nhớ là 1 bình trên R2 bình, thì mình sẽ đẩy thành R1 trên R2 tất cả bình. Nó bằng quy 1 bằng quy 1 trên quy 2. Suy ra R1 trên R2 sẽ bằng căn bậc 2 lên nha, căn bậc 2 lên, căn của quy 1 trên quy 2. Nhiều em yếu về toán thì chỗ này nó hơi khó một xíu nha. Chỗ này thì thầy nhắc lại một xíu, giả sử chúng ta có là x bình bằng a thì x sẽ bằng cộng trừ căn a, đúng không nào? X mũ 2 bằng A thì X bằng cộng trừ căn A. Do cái khoảng cách nó không có âm nên mình lấy không có dấu trừ. Nên mình sẽ lấy chỗ này là mình coi như là R1 trên thành là X. X bình bằng cái này là A. Thì suy ra X sẽ bằng căn A. Rồi. Từ đây thầy sẽ có được là thay vào. Nhớ là trong này độ lớn nha. Kéo độ lớn luôn đi. Rồi thầy lấy luôn. Này 6 chia cho 2 luôn. Tại vì cái 10 mũ trừ 8 giống nhau là bỏ đi. 6 chia 2 được 3. Độ lớn mà. 3. Từ đó suy ra được R1 nó bằng căn 3 lần R2. R1 trên R2 bằng 3, căn 3 thì suy ra R1 sẽ bằng căn 3 R2. Mà R1 trừ R2 thì bằng AB, bằng 3 cm. Thay vào đây R1 bằng căn 3 R2, thay vào đây là bằng suy ra căn 3 R2. R1 này, R1 mình thay thành căn 3 R2, căn 3 R2 trừ R2 bằng 3. Thì đặt R2 ra chung thì còn lại là căn 3 trừ 1 bằng 3. Đây mình rút ra R2 sẽ bằng, lấy cái này chia này, 3 chia cho căn 3 trừ 1. Em lấy máy tính bấm trục căn thức cũng được, hoặc lấy máy tính bấm thì nó sẽ ra được kết quả là 3 nhân cho căn 3 cộng 1 chia cho 2. Đó chính là R2. R2 nhân, vậy là cái điểm
điểm M sẽ cách 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 B đó. Vậy suy ra điểm M cách B một khoảng là R2 bằng 3 lần căn 3 cộng 1 chia 2. Cho các em như vậy, cm đồng nghĩa là cm. Chưa? Nên chỗ này có cách biến đổi nó tốt hơn, nhưng mà thầy lỡ thầy làm kiểu tỷ số này rồi thì mình áp dụng luôn ha. Cái biến đổi mình đặt khúc này thôi là A nhỏ, mình tính đặt cũng được. Rồi chúng ta qua câu 18. Tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 3, AC bằng 4 ha. Đây là điểm B đi. Điểm C và A đây. Vuông tại A nha các em. Vuông tại A. Rồi, chúng ta đặt điện tích V1 tại B. Điện tích V1 tại B là điện tích dương nha. Điện tích V2 tại C là điện cũng dương luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy xác định độ lớn của cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm A. Trước tiên chúng ta sẽ xét điện trường do điểm B gây ra tại điểm A thôi nha. Là nó sẽ đường sức nó sẽ hướng ra. Rồi đó em sẽ vẽ hướng ra. Nghĩa là trên phương đường thẳng này luôn nha. Nghĩa là vẽ nằm trên đường thẳng này nha. Thầy vẽ bằng tay nên nó không có thẳng lắm. Đấy, hướng ra. Tương tự, điện tích V tại điểm C này là điện tích dương nên điện trường tại điểm A này, này cũng hướng ra, đường sức của nó sẽ hướng ra. Nó là nối trên đường thẳng, nó nằm trên đường thẳng nối hai điện tích luôn nha các em. Nối khoảng cách từ A đến A. Rồi, đến đây ta sử dụng quy tắc tổng hợp lực. Nguyên lý trọng chất điện trường chúng ta vẽ hai bên hành ra. Nhưng mà đây là góc vuông rồi thì thành hình chữ nhật luôn. Đây chính là E này. Đấy, đây chính là cường độ điện trường tổng hợp. Là E tổng hợp nha. E này thì đặt là E này là E do điện tích tại điểm điểm B gây ra hay là E1. Chỗ này là do điện tích tại điểm C gây ra là E2. Còn này là E tổng hợp. Chưa? Rồi trước tiên thầy sẽ tính cái E này. Chúng ta theo nguyên lý trọng chất là chúng ta có vectơ E á, tổng hợp á, tại A đó thì bằng E1 còn E2. Rõ ràng do hai thành phần E1, E2 vuông góc với nhau rồi nè. Đây là E1, E2 vuông góc với nhau. Vì này, E1 nó vuông góc với E2. Nên thầy dễ dàng thầy suy được là cái E độ lớn á, thì bằng K bậc 2. Các em dùng Pythagore thôi. Nha. Này vuông rồi. Hoặc là các em phải nhìn vào tam giác vuông á. Hơi nhỏ ha. Nè, nó vuông tại đây này. Đấy. Đây nó hình chữ nhật mà, đúng không? Tại vì cái hình bình hành mà có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật rồi. Thì cái này hình chữ nhật thì cái này là hình tam giác vuông. Do đó cái cạnh E là cạnh huyền, còn cái E này E2 là cạnh góc vuông. Bên này E1 nó cũng là cạnh góc vuông, cái độ này này. Nó bằng độ này, cạnh góc vuông. Do đó Pythagore là cạnh huyền bình phương bằng cạnh góc vuông này bình phương cộng cạnh góc vuông này bình phương. Sau lấy căn lên mình ra được E sẽ bằng E1 bình cộng E2 bình. Rồi. Xong. Công việc còn lại để tính E1. Vậy đầu tiên mình sẽ tính cường độ điện trường do V1 gây ra tại A nha. Cường độ điện trường do V1 gây ra tại A. Là E1. Độ lớn của nó là bằng 1 trên 4 pi epsilon 0 nhân cho V1. Độ lớn nó dương rồi, thầy sẽ viết V luôn. V1 chia cho R bình phương chính là AB bình phương. Đây, khoảng cách là AB nè. Đây, thay vào nha. 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân cho độ lớn V1 chính là 4,5 nhân 10 mũ trừ 8 coulomb chia cho AB. AB đề bài cho là 3 cm, em đổi về mét là 0,03 mét nha. Rồi. Xong. Đến này các em bấm máy tính là bằng 450.000 vuông trên mét. Tương tự chúng ta tính cường độ điện trường. Cường độ điện trường
do V2 gây ra tại A là E2 bằng 9 x 10^-9. Nhân độ lớn của V2 là 2 x 10^-8. Đó, chia cho AB bình phương. AB là chỗ này chia AC bình phương nhé, AC bình phương. AC là 0,04 m. Em lấy 4 chia 100 á bình phương rồi. Đến này kết quả nó là 112.500. Rồi đến đây em lắp vào đây này, mình tính được cái E tổng hợp. Nghĩa là cường độ điện trường tại điểm A đó do hai điện tích V1 V2 gây ra bằng 450.000 bình cộng cho 112.500 bình. À, 450.000 chỗ này là 463.849, sắp xỉ là 463.849 vôn trên mét. Rồi chưa, chúng ta là câu số 19. Hai điện tích A và B cách nhau 6 cm. Tại điểm A điện tích Q1 là 8, tại B điện tích Q2 là 2 nhân mũ trừ 10. Hãy xác định những điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng 0. Cái câu này nó khá giống câu trên đúng không các em? Nhưng mà câu trên là nó có hai điện tích trái dấu, còn đây hai điện tích cùng dấu thì khả năng nằm chính giữa rồi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì vẽ sơ ra nha. À, tại A điện tích Q1 đây là dương luôn, tại B là điện tích Q2. Chưa? Chúng ta xét một điểm M mà tại đó có điện trường do hai cái điện tích này ghi ra, trình bày như y chang nãy nha. Tại điểm M, là ta xét tại điểm M bất kỳ có E1 và có E2. Cường độ điện trường tại M bằng 0 khi mà cường độ điện trường tại M bằng 0 khi mà E1 do điện tích V1 gây ra cộng E2 do điện tích V2 gây ra phải bằng vectơ 0, hay E1 bằng trừ E2. Hai vectơ này các em chú ý này, hai vectơ này là cùng phương, suy ra điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích. Hai điểm này ngược chiều thì dẫn đến là các em dịch vào đây nha, chỉ có thể khả năng là bên trong đây mới ngược chiều. Ví dụ tại xét tại điểm này đi, thì cái V1 có điện xuất hướng ra, thằng này cũng có điện xuất hướng ra, do đó hai cái vectơ nó bị ngược chiều, do đó điểm M chỉ có thể nằm bên trong đoạn thẳng AB thôi nha. Từ một ta suy ra được điểm M sẽ là nằm trên đường thẳng nối AB. Nằm trên đường thẳng AB. Thứ hai, điểm M nằm trong đoạn thẳng AB. Nằm trong đoạn AB. Đấy, chưa? Rồi, độ lớn như sau. Giả sử điểm M cách A một đoạn R1. Điểm M cách B một đoạn R2. Giả sử thôi, ha. Nhưng mà sẽ có là E1 bằng E2 thêm chỗ này nữa nha, và E1 bằng E2 tương đương E1 thì bằng K, bỏ luôn nha, bằng V1 độ lớn chia R1 luôn kìa, R1 bình bằng V2 trên R2 bình. Kiểm tra V1 V2 về độ lớn, chúng ta thấy rằng V1 độ lớn lớn hơn V2, suy ra R1 sẽ lớn hơn R2 vì V1 lớn hơn V2 về độ lớn, suy ra R1 lớn hơn R2. Mà R1 lớn hơn R2 thì hiển nhiên nó sẽ đã nằm ở giữa rồi thì không quan tâm là bên nào cả, thì chỗ này mình cũng không cần phải biện luận R1 lớn R2 gì cả đâu, tại vì chỉ khi nào mà mình
mình xác định ở bên ngoài thì mình không biết là bên bên ngoài bên này hay bên này thì mình mới so sánh cái này. Còn trong trường hợp này các em có thể không cần so sánh chỗ này. Rồi trải luôn nha. Với R1 nha là khoảng cách từ điểm M đến V1, R2 là khoảng cách từ điểm M đến V2. Nên thầy sẽ có được nè. R1 trên R2 tất cả bình. Nghĩa là R1 bình trên R2 bình đó. Cái này chia cái này thì bằng cái này chia cái này nha, tính chất của tỷ lệ thực bằng V1 trên V2. V1 là mấy? 8 chia cho 2 luôn, được 4 luôn các. 4, còn cái 10 mũ trừ 10 giống nhau rồi mình khử đi ha. Bằng 4, từ đó suy ra được cái R1 trên R2 bằng căn của 4 bằng 2. Chưa? Từ đó suy ra được R1 bằng 2 lần R2. Nghĩa là điểm M nó sẽ cách nó sẽ nằm gần cái điểm B hơn. Bên trong nó nằm gần điểm B hơn. Mà R1 cộng R2 á, thì phải bằng đoạn AB. Mà đoạn AB là đề bài cho là 6cm. Là bằng 6cm. Suy ra. R1 bằng 2R2 thì thay chỗ này R1 bằng 2 lần R2 vào đây. 2R2 cộng chỗ này thêm R2 nữa. Bằng 6. Vậy là 3R2 bằng 6 thì R2 sẽ bằng 3R2 bằng 6 thì R2 sẽ bằng 2. R2 bằng 2 thì suy ra R1 sẽ bằng 4cm. Đó, vậy là vị trí điểm M sẽ cách điểm A 24cm và cách điểm B 2cm nha các em. Rồi, xong nha. Suy ra MA bằng 4cm và MB bằng A bằng 4 xăng thì MB bằng 2 xăng. Chúng ta vào câu cuối cùng. Trong thí nghiệm về điện trường á, thì người ta đã tạo ra một điện trường giống nhau tại mỗi điểm giữa hai bảng. À, như hình vẽ này các. Điện trường hướng từ bảng dương sang bảng âm. À, dương sang âm. Hướng dương sang âm. Một cái viên bi nhỏ có khối lượng là 0,1, điện tích quy là như đây, được móc bằng một sợi dây chỉ, chỉ để nó không có tích điện được, không có dẫn điện được, treo vào giá nhìn vẽ, hãy tính gốc lệch ha. Đây thầy vẽ sơ lại cái hình như sau. Chúng ta có sơ đồ đơn giản như sau, sơ đồ đơn giản hình 17.1 nha. Là đây là bên này là cái bảng điện tích như hình vẽ điện tích âm, đây là cái bảng bên này là điện tích dương, ở đây là một cái giá treo, một sợi dây chỉ mảnh. Đây là phương thẳng đứng. Nếu chưa có điện trường. Đây là điện tích, là điện tích âm nha. Khi mà đưa điện tích âm vào thì lúc này bảng dương nó sẽ hút cái âm. Nó làm cho cái này lệch. Bên này đẩy, bên này hút, nó tạo lệch trong một góc này. Đó, cái trạng thái cân bằng ở đây. Nha, trạng thái cân bằng nằm ở đây. Góc này alpha. Bây giờ mình tìm góc này nè. Này thầy bị góc lệch to ra một xíu để dễ phân tích. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích các lực tác dụng vào. Thứ nhất là vật cái điện tích này có khối lượng này, cái vật khối lượng này hơn 1 kg thì sẽ có trọng lực. Trọng lực hướng xuống. Thế này. Phương thẳng đứng hướng xuống nha các em, đây là phương thẳng đứng hướng xuống. Thứ hai lực điện là lực đẩy, lực điện do cái điện trường nó gây ra lực điện lên trên điện tích này. Hướng sang bên này. Bây giờ để vẽ dài hay ngắn á, thì mình phải có là hợp lực của hai lực này phải cân bằng với lực căng của sợi dây. Thì thầy vẽ cái lực nhá cái đường này ra trước nha. Rồi, như thầy vẽ ra đây. Vẽ ra dài thêm xíu nữa. Làm sao cho hợp lực của hai cái lực này ra một cái đường chéo hoàn bình hành á. Nó phải nằm trên cái đường thẳng trên cái sợi dây này thì mới chính xác cái hình nha. Đó, được chưa? Đây chính là hợp lực này. Hợp lực này là lực thay thế hai cái lực đó, lực điện và lực trọng lực. Đây lực điện nè. Ép điện nó tác dụng là hút cái này B. Và cái lực hợp lực này nó cân bằng với lực căng thì lúc này cái vật này sẽ đứng yên. Đấy, cái lực này là lực căng của sợi dây. À, hiểu phân tích chưa? Nhớ nha, cái lực này này là đường chéo này chính là hợp lực của FD và F và B thôi nha. Và cái hợp lực này phải cân bằng với lực T thì lúc này cái vật này sẽ đứng yên. À, bây giờ mình áp dụng mình tính thôi. À, góc này góc alpha. Giờ góc này alpha. Này, tại vì cái phương theo thẳng đứng này,
hai góc này hai góc đồng vị, tại hai này song song rồi thì hai góc đồng vị bằng nhau. Hiểu hai góc đồng vị chưa? Đây này, hai song song thì hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau. Rồi và ta mét vuông luôn, tại vì cái ép điện nó đang vuông với B, để ép điện theo phương ngang mà B theo phương thẳng đứng, do đó góc này là góc 90 độ, góc vuông. Chà, góc vuông, tam giác hơi vuông, vì nhỏ quá, bị bự lên xíu, nhìn. Đấy, chưa? Vậy tam giác là mét vuông thì em áp dụng là cái tỷ số lượng giác á, trong tam giác vuông á, là tan bằng đối chia kề, tan alpha bằng đối là ép điện nha, tại vì cái đoạn này nó bằng cạnh này, tại vì hình chữ nhật mà cạnh đối bằng nhau, tan bằng đối trên kề, kề là cạnh B này, chưa? Thì xét đây là O đi, đây là A đi, để B. Chúng ta xét trong tam giác vuông này, OAB như hình vẽ, như hình vẽ. Chúng ta tạo tam giác vuông OAB vuông tại A, thì mình sẽ có được tan alpha bằng cạnh đối, chính là bằng ép điện đó, là bằng AB đó, là ép điện. Chia cho kề chính là OA, chính là B, với độ lớn. Rồi ép điện tính ra bao nhiêu? Ép điện thì bằng quy nhân e, e có rồi, ép điện thì bằng quy là điện tích đó, độ lớn điện tích, nhân cho e là điện trường đều bên trong này nha. Chia b là bằng m nhân cho g. Đấy. Thay vào độ lớn của quy là bằng 10 mũ trừ 8 nha, dấu trừ bỏ đi nha, thì trị đối rồi. E là 10 mũ 5, chia m là 0.1 gam, thì nghĩ là em đối về ký á, là 0.1 nhân 10 mũ trừ 3, chia ngàn đó các em, nhân cho g, g đề bài cho thằng 10. Rồi. Đến đây em xử lý cái số này thôi. Số này thằng là số đẹp không hả? Bằng 1 luôn á. Chỗ này là 10 mũ trừ 8 nhân 1 trừ 5 này. Mũ 5 là bằng mũ trừ 3. Mũ trừ 3 khử mũ trừ 3 này. Khôn 1 nhân 10 là được 1. Vậy là 1 chia 1 được 1 luôn. Vậy tan alpha 1. Khi mà tan alpha 1 bạn bấm shift tan nha. Shift tan 1 nó ra 45 độ. Được 94 đó. Chỗ này suy ra. Alpha bằng 45 độ. Đó. Vậy chúng ta kết luận là góc lệch ha, góc lệch của mặt phẳng tạo bởi sợi dây á, mặt phẳng tạo bởi sợi dây này, phẳng thẳng đứng này xuống này, mặt phẳng tạo bởi sợi dây á và phẳng thẳng đứng á, là một góc 45 độ, hình dung chưa? Nghĩa là cái mặt phẳng mà tạo một phẳng chứa sợi dây á, khi mà bị lệch góc này và mặt phẳng thẳng đứng này, tạo ra một góc alpha là 45 độ nha. Em kết luận. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé, chào các em.